hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Ngày 19 tháng 4, trường tiểu học Nam Thành Công tổ chức liên hoan chiến sĩ nhỏ Điện Biên năm học 2023-2024. Phát biểu tại liên hoan, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban chấp hành Thành đoàn Hà Nội, Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội quận Đống Đa, cho biết. Mô hình liên hoan chiến sĩ nhỏ Điện Biên là một mô hình hay được tổ chức đội các cấp duy trì triển khai 5 năm một lần, đồng thời luôn đổi mới sáng tạo mỗi lần tổ chức. Liên hoan nhằm tạo môi trường để các em thiếu nhi thi đua học tập, rèn luyện, phát huy truyền thống tuổi nhỏ chí lớn của thiếu nhi quận Đống Đa và thủ đô Hà Nội. Thông qua hình thức sân khấu hóa và các phần thi tìm hiểu, các em sẽ thể hiện sự hiểu biết lịch sử kháng chiến chống Pháp của toàn dân tộc, ý nghĩa to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ, hiểu biết thêm về cuộc đời sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các gương anh hùng tiêu biểu trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại chương trình, 70 đội viên, thiếu nhi tiêu biểu của quận Đống Đa đã được trao giấy chứng nhận, tuyên dương là chiến sĩ nhỏ Điện Biên. Đây là dịp để biểu dương những đội viên xuất sắc, đạt thành tích cao trong học tập, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công tác đội, luôn có ý thức phấn đấu rèn luyện để trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trong đó, nhiều em đã đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Trong khuôn khổ liên hoan, các em học sinh đã thể hiện tình yêu quê hương, đất nước thông qua các tiết mục văn nghệ. Điểm nhấn là tiết mục tái hiện chiến thắng Điện Biên Phủ. Học sinh vào vai người lính tham gia chiến đấu với những chuyến xe thồ chở lương thực. Các em đã làm sống lại hình ảnh về người chiến sĩ kiên cường, chống trả lại thực dân phong kiến áp bức, nhớ ơn và ghi tạc trong lòng những ký ức đau thương của một thời chiến tranh oanh liệt của dân tộc ta. Cùng với đó, ba đội thi xuất sắc được lựa chọn từ các chi đội khối lớp 4, lớp 5 đã trải qua hai vòng thi gồm chào hỏi và kiến thức. Ở phần thi kiến thức, các đội thi cùng trả lời 10 câu hỏi tìm hiểu về lịch sử, các gương anh hùng, các bài hát trong kháng chiến chống Pháp và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Sau phần thi gay cấn, đội Tô Vĩnh Diện đã xuất sắc giành được vị trí quán quân liên hoan chiến sĩ nhỏ Điện Biên. Liên hoan là một hình thức giúp các đại biểu và các em học sinh được ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của cha ông, được biết về sự hy sinh gian khổ của các chiến sĩ Điện Biên, những người đã làm nên chiến thắng vẻ vang, lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm.